Sở Văn hóa Hà Nội thông tin nóng về diễn viên Hồng Đăng tiết lộ tình hình hiện tại. Sở Văn hóa Hà Nội có những thông tin nóng liên quan đến diễn viên Hồng Đăng khiến dư luận không khỏi chú ý. Sáng ngày 4 tháng 7, theo báo Tiền Phong, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết Hồng Đăng và Nhà hát kịch Hà Nội vẫn chưa có bất cứ báo cáo giải trình nào về vụ việc. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 7, lãnh đạo Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội đã yêu cầu Nhà hát kịch Hà Nội báo cáo về trường hợp diễn viên Hồng Đăng đi du lịch nước ngoài. Diễn viên Hồng Đăng sinh năm 1984, hiện đang công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội, đơn vị thuộc Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam cho biết Hồng Đăng có xin đi nước ngoài nhưng ông chưa ký giấy. Theo quy định, việc diễn viên đi nước ngoài cần được xin phép lãnh đạo nhà hát và phải được chấp thuận của đơn vị chủ quản là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Đến nay, dù chưa rõ thực hư thông tin ra sao, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh là hai nghệ sĩ bị nghi ngờ có liên quan đến ồn ào hai nghệ sĩ Việt bị tố xâm hại tình dục ở Tây Ban Nha. Đến thời điểm hiện tại, cả Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đều chưa xuất hiện tại Việt Nam cũng như có phát ngôn chính thức nào về vụ việc. Bên cạnh đó, mới đây, báo Công an Nhân dân gây chú ý khi chia sẻ bài đăng có tiêu đề diễn viên Hồng Đăng đi du lịch ở châu Âu và có liên quan vụ việc đang điều tra. Trong đó, đề cập đến tin đồn mà nam chính thương ngày nắng về vướng phải, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Chiều ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có tổ chức họp báo. Nhận được câu hỏi của phóng viên về tin đồn Hồng Đăng thuộc biên chế Nhà hát kịch Hà Nội, được cho là đang ở châu Âu, đi du lịch khi chưa được lãnh đạo nhà hát cho phép. Trả lời vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, ông Phạm Xuân Tài cho biết, hiện thông tin trên mạng xã hội chưa chính thống, việc Hồng Đăng đi du lịch và có liên quan đến vụ việc vẫn đang được điều tra. Trong khi đó, chia sẻ riêng với báo Công an Nhân dân, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Phạm Cao Thái cho biết, hiện tại Thanh tra Bộ mới nghe được thông tin và vẫn đang xác minh, chưa xác định rõ hai nghệ sĩ Việt Nam vướng ồn ào là ai. Liên quan đến vụ việc, đến thời điểm này, hai người bị nghi ngờ có dính líu đến scandal là Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đều chưa lên tiếng. Riêng diễn viên Thương Ngày Nắng Về đã khóa trang cá nhân